trân trọng kính chào của chú và anh chị. Hiện tại là mình toàn đang ở trên biển ở bên phía Hòn Gai của Hạ Long, Quảng Ninh. Và hôm nay mình toàn sẽ gửi đến cô chú một số hình ảnh về các cái tàu đánh bắt cá ở trên biển. Cuối giờ chiều thì người ta đi về ở đây. Người dân trên tàu đánh bắt cá khá là vất vả lênh đênh ở trên biển. Các cái thực phẩm cũng như là đồ dùng nước uống cũng phải mang theo ở trên tàu. Có con tàu bắt cá đầu kia không biết là đèn nhiều. Hình như là những con tàu đèn những điều đấy là bắt mực. Đây là cái tàu mà chuyên cung cấp xay đá. Đây ông chú. Cái bồm các cái thuyền nhỏ như này cũng đánh bắt, nhưng mà đánh bắt gần bờ. Chúng ta là cái tòa nhà Vincom. Vincom vừa ra. Xa đầu kia là cái chợ Hạ Long 2. Và các cái tàu đánh bắt cá thì có khu cảng này là về người ta sẽ đâu ở đây. Các cái thuyền đưa chúng ta về, chúng ta sẽ đâu ở cái cầu này, cầu tàu này. Hôm khác tao lại đi chú nhá. Tao gửi chú nhá. Cảm ơn chú nhá. Hôm nào cháu lại đi vòng như thế này. Wow. Đây, thế là chúng ta đã lên bờ.
Và đây là cái cảnh mà khi chúng ta đứng trên bờ, chúng ta nhìn xuống các cái cuộc sống của người dân làng chài. Một cái tàu đánh bắt cá nó có các khoang như thế này các anh chị. Lãi gì mà lao gớm thế. Đúng không? Ở đấy có cái công viên này chiều chiều hoặc là buổi sáng có ai ở gần đây đi bộ đi tập thể dục khá là lý tưởng. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi thẳng đến cái khu chợ Hạ Long 2. Đây, đường này là chúng ta đi đến chợ Hạ Long 2. Ở đây người dân đánh bắt cá xong rồi về nhập cá vào chợ và các đầu mối của cho chợ, xong từ đấy là chúng ta đến chợ chúng ta mua. Và chợ Hạ Long 2 đây là một cái chợ cũng khá là nhiều cái hải sản tươi sống và cũng là khá là rẻ so với các chợ khác. Nhưng khi mà anh chị mà về với Hạ Long mà muốn mua những cái hải sản tươi sống thì có thể là đến chợ Hạ Long 2. Và đặc sản của Hạ Long thì là cái chả mực ra tay. Nhưng mà khi mà anh chị về với Hạ Long thì chúng ta mà mua chả mực thì chúng ta cũng có thể lựa chọn những cái nơi cung cấp chả mực nổi tiếng hoặc là uy tín. Chứ còn chả mực bây giờ cũng rất là nhiều cái loại chả mực mà không đảm bảo chất lượng. Nó có rất là nhiều loại. Trước mặt chúng ta là cái cầu Bài Thơ 1 dẫn chúng ta đi vòng sang bên cái phía khu đô thị mới của Hòn Gai. Và quả núi đằng trước mặt chúng ta là quả núi Bài Thơ. Quả núi Bài Thơ thì có một cái miếu ngôi đền thờ một cái bài thơ cổ ở trên núi, và người ta gọi là cái núi đấy núi Bài Thơ. Đấy là một quả núi có một cái bài thơ cổ được khắc lên vách đá thì người ta gọi đấy là núi Bài Thơ. Ở đây có bác câu cá đó, người dân đi câu cá. À, khu này cũng đang được xây dựng, không biết là ở đây là khu này xây dựng mở cái gì đây, chắc mở rộng cái cung đường này không, mở rộng cái cầu Bài Thơ này sao, hay là mở rộng một cái cầu cảng này, mình toàn không chắc lắm. Và trước mặt chúng ta là cái tòa nhà Vincom vừa là giá của Hạ Long. Có cái chợ Hạ Long này rất là tiện, những người dân ở làng chài các cái tàu thuyền đến đây mua đồ khô xong rồi đưa xuống dưới thuyền, hoặc cũng có những cái thuyền cung cấp những cái đồ khô đưa tận nơi cho các cái con tàu.
đây là đường đi vào chợ các anh chị ạ. Và bây giờ thì Minh Toàn sẽ qua đường và sang bên chợ. Minh Toàn xin phép đi qua đường để sang bên chợ này để theo dõi những video mới về Hạ Long nói riêng và về Việt Nam nói chung cũng như là cuộc sống Hạ Long. Hy vọng cô chú và các anh chị nhấn nút đăng ký miễn phí của kênh để là người đầu tiên được theo dõi những video mới của Hạ Long. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Video này Minh Toàn xin phép dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong những video tiếp theo.